Nếu bạn muốn hừng hực khí thế để bắt đầu một ngày mới, đừng tiếc 5 phút cuộc đời lắng nghe 2 bước tạo động lực tuyệt vời của Goldilocks. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, mình là Hải đây. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những lúc uể oải vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, mất động lực tại một số thời điểm khó khăn trong cuộc sống, đặt ra mục tiêu chăm chỉ thực hiện được vài ngày rồi lại để đó. Sau hàng thập kỷ nghiên cứu về động lực của con người thì các nhà khoa học đã thấy rằng cái tâm lý này cũng không có gì lạ cả, và họ đã đặt ra một số giả thuyết. Mặc dù còn khá nhiều tranh cãi, nhưng mà nhìn chung thì họ đã kết luận rằng cách tốt nhất để duy trì động lực của con người là hãy thực hiện những việc có độ khó kiểm soát được. Hãy hình dung về việc chơi tennis. Bạn đấu với một đứa bé 4 tuổi và bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy chán vì bạn chiến thắng quá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu mà bạn đấu với lại Roger Federer hoặc là Serena Williams thì bạn cũng sẽ chán nản, nhưng mà với một lý do khác, trận đấu quá khó khăn và bạn không có cửa thắng. Hãy hình dung là nếu bạn chơi tennis với một người cân tài cân sức, bạn thắng một vài điểm và thua một vài điểm. Bạn có thể thắng nhưng mà phải cố gắng 100% nỗ lực của mình. Trọng tâm của bạn thu hẹp lại và những yếu tố gây sao nhãng mất dần. Đây gọi là một tình trạng gọi là độ khó có kiểm soát được. Không đảm bảo bạn thắng nhưng bạn có thể thắng. Các nhà khoa học cho rằng những thử thách loại này sẽ giúp chúng ta duy trì được động lực một cách lâu dài nhất. Quy luật này được các nhà khoa học gọi là quy luật Goldilocks. Nó nói rằng là chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi chúng ta thực hiện những thử thách có độ khó vừa phải và khó hơn cái khả năng chúng ta một tí. Không quá khó, cũng không quá dễ. Ngoài ra thì việc chiến thắng những việc có độ khó phù hợp đã được chứng minh là không chỉ tạo ra động lực mà còn tạo ra nguồn hạnh phúc lớn lao. Nhà tâm lý học Gilbert Brim từng nói rằng việc chúng ta vượt qua những thử thách khó hơn năng lực của bản thân một tí sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc mỗi ngày. Như vậy, bước thứ nhất để luôn duy trì nguồn năng lượng hừng hực bên trong bạn là hãy chia mục tiêu lớn ra thành nhiều mục tiêu nhỏ hơn và gắn mục tiêu nhỏ hơn này với những chuỗi ngày định sẵn, thì việc chúng ta hoàn thành mục tiêu vào mỗi ngày sẽ giúp cho chúng ta có những niềm vui nho nhỏ, niềm hạnh phúc nho nhỏ và tạo động lực chúng ta tiến về phía trước và vượt qua những thử thách tiếp theo. Theo các nhà khoa học thì sự hòa quyện giữa trạng thái hạnh phúc và hiệu quả tối đa nó sẽ là trạng thái dòng chảy. Đây là trạng thái mà những người biểu diễn nghệ thuật hoặc là những vận động viên thường hay trải qua. Nói cách khác, họ sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú và hạnh phúc khi được làm một điều gì đó vô cùng điêu luyện. Dòng chảy là trạng thái mà khi chúng ta chìm đắm vào một thứ gì đó một cách tuyệt đối và mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Một ví dụ cho trạng thái dòng chảy là nếu bạn có xem Kim Dung á, thì có cái đoạn là Trương Tam Phong sẽ gặp Chu Du Kỵ, nói là bây giờ thầy sẽ đánh một cái bài quyền kiếm thì con học theo. Thì khi đó Chu Du Kỵ quan sát vài ba lần và ổng lập tức đánh ra cái bài quyền gần như y chang Trương Tam Phong và đánh với một trạng thái cực kỳ nhập tâm, tức là cực kỳ nhớ cái bài đó. Thì cái trạng thái mà ổng đánh và ổng quên hết mọi thứ và cảnh vật xung quanh gọi là trạng thái dòng chảy mà các nhà tâm lý học hay nói đến. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa thì không những chúng ta phải thực hiện những thử thách có độ khó vừa phải mà còn phải đo lường được tiến bộ ở mỗi bước thực hiện. Theo các nhà tâm lý học thì để đạt tới trạng thái hiệu quả tối đa thì ngoài việc chúng ta thực hiện những thử thách có độ khó vừa phải, chúng ta còn phải đo lường được tiến bộ của việc thực hiện. Tức là theo nhà tâm lý học Jonathan Hay thì để đạt tới trạng thái dòng chảy thì chúng ta phải có phản hồi tức thì từ hiệu quả thực hiện của từng bước một. Cảm thấy bản thân tiến bộ ở từng bước một sẽ tạo ra nguồn động lực cực kỳ lớn. Ví dụ như diễn viên Hà Trấn Thành đi, khi anh ấy kể một câu chuyện cười trên sân khấu thì anh ấy ngay lập tức sẽ biết được hiệu quả của câu chuyện cười đó nhờ vào phản ứng của khán giả ở dưới là họ có cười hay không. Hãy hình dung là sẽ thật vui nếu câu chuyện của bạn làm cho đám đông cười ồ lên, thì những phản ứng tức thì của hội trường về một cái tiếng cười nào đó thật là mạnh sẽ làm cho Trấn Thành cảm thấy vô cùng hứng phấn và vượt qua được nỗi sợ là khi kể một câu chuyện đám đông sẽ không cười, và giúp anh ấy nỗ lực nhiều tuần liền. Trong những lĩnh vực khác thì việc đo lường những tiến bộ của mình cũng là một cách thức để tạo nên sự hòa quyện giữa động lực và hạnh phúc. Ví dụ như trong môn tennis, bạn sẽ lập tức biết được phản hồi và kết quả của việc hành động của mình dựa trên việc bạn có thắng điểm hay không. Tóm lại, bất kể cách đo lường là gì, chúng ta cần phải làm cho não chúng ta hình dung được sự tiến bộ, có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy được chiến thắng của mình. Để mình tóm lại hai bước tạo động lực cho các bạn như sau. Thứ nhất là hãy tuân theo quy luật Goldilocks và thực hiện những công việc có độ khó vừa phải. Chia nhỏ mục tiêu lớn ra thành những mục tiêu nhỏ hơn mỗi ngày, để mỗi ngày chúng ta vượt qua mục tiêu và được bơm một cái lượng hưng phấn nhất định. Thứ hai là chúng ta phải tìm cách đo lường sự tiến bộ mỗi ngày và nhận được phản hồi ngay lập tức. Nếu không có ai đó xung quanh sẵn sàng khen bạn thì bạn có thể tự khen bản thân. Đây là một cách để thúc đẩy bản thân không ngừng tiến lên. Trên đây là hai bước tạo động lực tuân theo quy luật Goldilocks. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy đăng ký kênh của mình để nhận được video mới sớm nhất.
Chào cả nhà.